chú Đờn cái qua đây quý vị. Đây là chú Đờn ngày xưa nè, chú Đờn chảy nước không đây. Đây là chú Đờn ngày xưa quý vị, nước chảy nó kêu tích tách như là đờn vậy đó. Giờ thì nó là đường kinh, sửa lại đường kinh rồi. Rồi, kết thúc clip như vậy.